Hi hi hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Delam và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tiếp Mafia 3. Ở tập trước thì mình đã giết cái thằng mà đã đâm Elise, con trai của Sammy, và treo nó lên cái xích đu. Bây giờ chúng ta quay về nhà của Cassandra để báo cáo cho cô nàng biết nè. À, không hiểu sao tự nhiên vô game cái mình đứng ngay trước nhà của con nhỏ Cassandra này luôn. Mình nhớ là lần trước là mình đang ở công viên mà. Oh, vô rồi cắt cảnh này. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca, who wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a portion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. Dơ vậy bà nội, lấy tay quá. Phụ nữ có hay có thói quen lấy tay chấm nước miếng cái xong rồi đếm tiền. Con nhỏ này nó chấm nước miếng xong nó đếm sách. Còn ông nội Lincoln này qua nhà gái người ta đòi tiền nữa chứ, mất mặt quá. Có nhiều cách để chúng ta kiếm tiền, đâu cần phải đi xin tiền gái vậy. Núp, rồi núp váy đàn bà dễ sợ. Gì đây? Lại assign cho Cassandra nữa. Rồi được rồi. Để mình mở bản đồ lên ha. Assign cho Cassandra chắc là mấy cái màu vàng này nè. Cassandra đang điều hành nè, thấy không? Are we cool? Bây giờ quay trở lại nói chuyện với Donovan. Cái chỗ này là chỗ gì ta? Talk to Emery. Kiểu như nhiệm vụ phụ hay là gì á? Được rồi. Chúng ta đi ra khỏi chỗ này. À, quên, bây giờ mình có được 4.000, 6, chắc hơn 7.000 rồi. Chắc có upgrade được cái gì đó. Chúng ta thử gọi cái xe vũ khí đến nè. I'm running low. Can you send supplies to Delray Hollow? Going at you. Hang tight. Này chói dữ vậy. Hey, ở đây nè anh bạn ơi. Ui, bắt mình chạy bộ ra đó nè. See anything you need? Excuse me. Let me see what you got. Mình không thích cái này. Special weapons. Có khẩu súng nào. Mình đang kiếm khẩu súng nào nó silent một chút. Ví dụ như khẩu nào. Đây. Sao bị khóa rồi. Available as a favor from Burst. Có nghĩa là phải thực hiện một cái nhiệm vụ gì đó mới xong à. Mới làm được á. Súng này mạnh không? Thôi mấy khẩu súng lục chắc cũng giống giống nhau chứ cũng đâu có khác gì. Để unlock và để unlock súng rifle nè. Trường à. Hartman 7.500 đủ mua cây này. Cây này ngon hơn không? Đam 13%, cây này đam 16. Anderson. Súng này súng giống như của đính bị kích đính dù á ha. Thôi mở khóa từ từ đi, bây giờ mình mở khóa cây này trước ha. Equip for free. Cây này mình có rồi nè. Cây này 8.000 mắc quá không đủ. Nói chung không có cây nào đủ hết. Phải.
Thôi mua cây này đi. Đó, rồi, equip luôn. Refill armor đủ không? Hết tiền rồi. Use it in good health. I'm heading out. Bye. Yeah, súng này này ha. 15 trên. Sợ không? À, tôi đâu có chỉ súng cho mấy người đâu, mấy người sợ. Ôi mình cao hơn mấy cái bà này nhờ. Khổng này nữa. Ngon. Mình thích khẩu này. Cất đi. Để mượn tạm cái xe này đi đây. Đánh dấu bản đồ coi. What? Tại sao chưa đánh dấu được? Sao phải lên xe mới được ha? Biến đi bà nội. Gọi cớm nữa. Cái game này nó không có cho mình một cái safe house với lại cái nhà riêng gì đó để mình đựng xe giống như trong Mafia 2. Vậy trong GTA 5 các bạn đựng 8-10 chiếc xe luôn, có nguyên một cái gara luôn. À mà cái đó là hình như là lúc mà mình chơi multi, chơi còn chơi single thì không biết, mình chưa có đụng vô single GTA 5 luôn á. Yep. Ok bây giờ lên nói chuyện với lại Donovan nè. Sao tên này không sống ở một cái chỗ nào khác ta? Sống ở một cái nơi nghèo nàn giống như vậy. Ui, ảnh làm cái gì vậy? Nghe lấy. Come on. Problems. This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Gì? Lấy coi. Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point for Dunn, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought it'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point for Dunn back. He always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point for Dunn. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. Rồi còn gì nữa đây, lấy hết luôn không? Hay là làm xong cái nhiệm vụ này đi rồi lấy? Bây giờ mình có một cái nhiệm vụ gì mới không? Đây. Porch Veterans. Thuyết phục Burst để giúp đỡ chúng ta. Được rồi, còn cái này để sau đi ha. Ok, chúng là chúng ta hay là thôi lấy luôn đi. Không phải đi đi lại lại hai lần. Đây nè, để lấy cái nè. Vito. The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Ok, như vậy là chúng ta có hai đồng minh có thể đi tận dụng được. Một là Burst,
Các bạn còn nhớ Burst đó chính là ông già của cha Danny á, cái ông mà lúc mà trong mình thấy cái đoạn cắt cảnh cái dàn máy khoan đục đục lên cái xe á. Đó. Rồi thứ hai là sư phụ của chúng ta, Vito Scaletta. Và kiểu như là ông nội San Marcano bây giờ muốn trừ khử luôn cả Vito, và kiểu như cài người vô khu vực của Vito để mà phá hoại, để làm cho Vito không có kiếm đủ tiền để trả nợ, trả cho hội đồng vân vân. Và hội đồng sẽ cho phép xử, cho phép San đi xử Vito tội nghiệp sư phụ của mình. Bây giờ lên đường tới chỗ nhà Vito trước đi, để ông Boss sau đi. Ưu tiên cho sư phụ trước. Chạy chiếc xe cũ kỹ dữ vậy. Đổi qua góc nhìn khác được không? Góc phím nào ta? Lúc mà game mới phát hành là bấm phím V, giờ bấm phím V không được. Ây! Đồ quỷ tự nhiên quẹo trái à, không xi nhan gì hết. Ở nhà của sư phụ ở đâu vậy? Ồ, nhà của sư phụ không có ở trong trung tâm thành phố mà ở River Road hả? Donovan nói là sư phụ cũng sống ở thành phố này cũng lâu á, mười mấy năm, 15 năm theo như lời ông San ông kể. Nói chung là sư phụ giỏi mới sống lâu được như vậy. Cái gì đây? Tự nhiên nổ cái đùng vậy? Ủa tự nhiên chuyển cảnh về ban đêm là sao? What the hell? Hay là để như vậy để cho nó phù hợp với lại Five Vito. Vito đâu rồi? What, chuyện gì xảy ra vậy? Có cái gì đó không ổn ông nội ơi. Any word about how it's going in there? How you think? Vito's taking his beating. Wish Greco would just let us kill a poor son of a bitch, get it over with. Nah. Greco wants to show how tough he is. Beat on old Vito until we all respect him. If only all it took was beating up on a washed up carpetbagger. Ủa tụi nó đang đánh đập Vito ở đâu trong đây hả? Mẹ tụi mày. Ơi ơi ơi. Ôi ơi, đi ra khỏi chỗ này gấp. I see we tried dead area. Hả? Hả hả gì? Ở đây mà. I'll find a bastard. Ủa, tự nhiên núp đây nó không thấy mình ta. Tụi nó đi kiếm mình á. Rõ ràng là vậy. Để mình khử cái này trước nè. Mày hẻo bưởi. Kéo xác nó đi. Cứ bình tĩnh. Dục xác ảnh ở đây là vừa rồi. Chả ai thấy hết. Còn một tên nữa ha. Nó đâu vậy? Vô. Mày hút thuốc này. Đứng yên nó đi. Bringing that dumb cracker Richie in makes some kind of sense, but Vito's made. Was made. Word come down from on high that Scaletta's out. And that means he's out. Anyway, Greco might be stupid. He might even be crazy. But right now, he's the one calling the shots. Oi. Những cái người nằm đằng kia chắc là đệ tử của Vito bị giết á. Cha cha cha. Chúng nó đâu rồi? Ở đằng kia có một thằng nữa kìa. Để mình dụ nó ra coi. Cấm chết sẽ lấy cái này ha. Quăng ra đó. Whatever that was, it's gotta be close. Ghê quá hả? Phát ra những cái tiếng rất là dị. I can hear the goddamn thing, but fuck. Yeah, well, forgive me if I don't get all busted up over it. Ui, thêm một thằng nữa ra cơ.
Má ơi, sao mày không đi kiểm tra cái đó đi sếp? Thôi, nó không, mình không dụ được nó rồi, chắc là phải đi đường này nữa. Mở cửa vô, cẩn thận, trong đây còn một đống nữa nữa. Một tên ở đây đúng không? Rồi hai tên ở ngoài. Yep. Ở đâu nhỉ? Vito. Có thể ở đâu? Phải xem nào, mở cửa này ra được không? Chắc là không rồi. Coi, mấy đứa kia là người của Vito bị chết nè. Hút sáo lại đây coi. Come on man, lại đây. Vô đây con. Vô, vô. Rồi. Giờ chúng ta có thể tự do ở đây rồi. Ở đây có hai tờ. Ui, ui. Cái đường này đi không được. Rồi. Thằng này nó đi ra ngoài rồi. Nào 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 nào, ngoan ngoan ngoan. Rồi cá mà máu tưởng máu người chứ. Johnson Box. Mình có cái hộp nghe lén ở đây à. Ê ê, bây giờ không phải là lúc. Come on. Hên quá. Puke around me, you're gonna end up like your buddy there. Fuck out of me. With Greco around, ain't no one feeling real secure about that place, so we just keep at it. Got us a goner, sucker. I ain't giving up that easy. Rồi chúng nó có nhiều quá. Chắc là bên trong á. Nhưng mà vấn đề là làm sao mà chúng ta vào được bên đó. Kìa kìa, mình thấy Vito rồi. Và vấn đề là đúng đấy, nó thấy. I'm not seeing nothing. Ôi. I swear I heard something. Má ơi, nó swear nó heard something rồi kìa. Hả? Hả, có con khỉ. Ôi, núp đây mà không thấy à? He's all yours, boys. Không ổn rồi. Kiếm chỗ núp nhanh. Oh yeah. Đứng yên đó nha Vito. Đợi, em sẽ tới giúp đại ca liền. À à à. Chạy vô trong đây. Di chuyển ra địa điểm mới phòng thủ. Shit. Mày ném nè. Ui ui. À, bấm thi đúng không? Không phải không phải. Bấm kiếm gì để mà lấy máu lại hả ta? Chết nè con. Mình coi lại coi bấm phím gì để bấm lấy cái bình hồi máu á. Quên mất control rồi. Không có ta. Ability với lại melee ở đây chứ hả? Counter Pistol Taps. Không có cái nút sử dụng cái ấy nhỉ. Driving Weapon. Holster.
No. Thôi tiêu chúng ta rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? I got the front. We... Tụi này nó toàn cầm tiểu liên không. Ui, có một thằng đằng kia nữa kìa. Nguy cần. Chết mày nè. Kệ nó đi. Để mình vô mình giải cứu Vito chứ. Vito là quan trọng hơn. Mày cẩn thận, có đứa nào trong đây không? Oh, may quá, sư phụ đây rồi. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln, how's this possible? I thought you were dead. Ơ? What the hell? Trời ơi. Bị văng ra rồi, bị crash rồi. Ông nội ơi, tôi phải chơi lại nữa. Shit, khốn nạn. Chán thật. Ủa, không biết là lúc mà mình bị văng ra thì các bạn có thấy cái màn hình mà không ta? Chắc là thấy chứ ha. Ok, chịu khó đợi chút nha. Ở đây là lần đầu tiên mình bị crash luôn á. Đây là mất cái đoạn nãy rồi, mất save game này nọ luôn. Chán thiệt. Làm ăn vậy là không được nha, 2K. Đang gây cấn mà. Tiếp tục nào. Và một cái điều nữa mình không có thích về cái tựa game Mafia này, đó chính là nó không có những cái cho phép chúng ta save với lại save nhanh này nọ. Không có cái điểm để save luôn. Vô cái là không có nhiều slot save luôn á. Chỉ có đi tới tới vậy thôi. Đây, quay trở lại nè. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella is in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. The money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figure I'd make that cocksucker jump through every hoop. Make him prove I deserve to get whacked. It wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. I could leave a fucking paper trail in my office. Eh, don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, pretty much whittled me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. But once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco. Amen. Tell me about his rackets.
took over the dock union and he's got a warehouse. He has a lot of valuable shit in there. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Như vậy là Vito bây giờ trở nên tay trắng nữa rồi. Và bây giờ Lincoln lại là chiêu mộ Vito luôn, chứ có nghĩa là Lincoln là sếp Vito luôn. Không rồi dám lên mặt với sư phụ. Bây giờ chỗ này là chỗ của mình nè. Khu này là khu của mình luôn rồi. River Flow là của mình. Bây giờ mình làm gì ta? Vito nói là mình đi giết thằng nào đó thì Vito sẽ tham gia chung với mình. Giết thằng này đúng không? Thằng nào đây? Union Extort. Ủa nó gần đây. Democrats. Hay là thằng này ta? Mà thôi, ở đây gần nhất để đi ra tới chỗ này trước rồi. Nó cho Vito ở trong một cái xưởng cá nữa nha. Xe này của mình mà. Đi nào vào. Đậu xe đây đi. Có lẽ lối vào nó nằm ở đâu đây chăng? Hello. Move, move. Yeah, đây. Vito says you're reliable. Hey anh bạn, ơi. Vito said you'd be expecting me. Took you long enough. I'm Jock Blanchard. Vito claims you can unfug this mess and get us working men back on a job. Maybe. Depends if your information's any good. Used to kick up to Vito's man Andy Toretto for union work. But now that Coyon Greco got Andy squeezing everybody for more dues. You don't pay, you don't get a work permit. Poor fucks even gotta use Greco's loudmouth buddies to collect. This Greco sounds like a real piece of shit. You don't know the half of it. On top of that, Andy's gotta keep the permits under lock and key. Anything happens to those, oof, ain't no work happening around here. I'll see what I can get out of Toretto's people. He runs a tight ship, but you should be able to get some of his guys talking. Bây giờ thế nào lại cũng lại phải đi tra hỏi đám đệ tử của thằng nào đó để bắt được thằng tên gì đó, Greco nữa. Nào bây giờ chúng ta đi ra ngoài và mở bản đồ. Ấy, nhiều vậy. Một đống nhiệm vụ luôn. Cái này cái gì đây? Territora. Và đi phá mấy chỗ này nữa à? Còn đây là nói chuyện với Dermacors. What the hell? Ok, mình thử đi qua đây mình phá chỗ này coi. Lại phá hoại cái gì nữa kìa. Tránh ra. Chết. Đụng chúng ở hông, anh ôm hông luôn kìa. Úi. Follow thằng này có tiền à? Mà thôi đâu phải nhiệm vụ của mình đang làm nhiệm vụ này nè. Ôi. Ở đây có một cái công trường gì vậy? Nó cầm súng luôn. Sentry nữa cơ. Gì vậy bởi?
Đây làm gì vậy? Mày nè. Trên đây kia có một thằng. Kệ nó, nó đang ở trên đó, nó không thấy. Trời, mấy người này thấy giết người mà tỉnh bơ à. Ở bên kia chứ hả? Có thể là trong cái nhà này và có một thằng đi tới. Ảnh này nè. Hút sáo thử coi. Cái này là hơi bị vớ vẩn nha. Trời ơi, giết người ngay trước mặt tụi này luôn. Tào lao rồi đó. Ai thiết kế game như vậy là không có đúng. Bây giờ mình lấy gì ở đây nè? Kiểu như lấy một cái thông tin gì đó hả? Phá hoại à. Ô, chạy 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 chạy, nó đang... xong 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 xong. Tiến khỏi chỗ này thôi. Tiếp, chúng ta phá tiếp bên này. Công nhận game nó thiết kế vậy, nó chưa có được hợp lý. Giết người ngay chỗ đông người vậy rồi tụi nó đứng nhìn luôn. Mặc dù tụi nó không có phải là trong băng đảng của tụi San Marcano, nhưng mà chỉ là người dân thường thôi, nhưng mà đứng yên nhìn vậy, không báo cảnh sát rồi không ra tay can thiệp gì hết thì đúng là vô lý thật. Và đây chúng ta lại tới phá hoại một chỗ nữa. Vừa là có hai thằng đứng bên đây rồi. I think we got trouble. Yeah. Come here. Yo. Rồi. Yep, come on. Thằng này nó lên đây hả? Holy fuck. Nóng lên mình cũng giết nó luôn. Trời, mấy người kia đứng nhìn tỉnh bơ luôn. Công nhận bộ xàm thiệt chứ. Đặt bom chỗ này. Rồi, chạy thôi. Đứng đó nó nổ bánh xét kìa. Bye bye. Đi đến chỗ khác nè. À, giờ ở đây có cái gì? Cut off. Nói chung là lại phá hoại gì đó nữa. Run. Bye bye. Đừng có bắn bể bánh xe của mình nha. Công nhận cái bọn cảnh sát nó bắn hay thiệt, bắn cái bể bánh xe liền luôn. Rồi chúng ta đi đường nào, đường này được hả? Đi thẳng quẹo phải. Đẻ lên ông nội này. Ủi đít nó mà nó còn chưa chịu đi nữa kìa.
Rồi bây giờ là mình phải giết một thằng khác hả? Kill hả? Ok. Got lots of places to look. Rồi, em giác súng nữa kìa. Vô đây bởi. Gọi giết người ngoài đường luôn. Chết một, chết một. Đang gọi cảnh sát kìa. Hay là phải giết thằng đó trước đi. Bắt thằng đó lại không cho nó giết cảnh sát bây giờ. Xong. Không cho mấy người này giết cảnh sát. Kêu kêu kêu. Kêu này. Xong rồi đó. This is a homicide reported in River Row. If there's a unit in the area, maybe you can pass by and check it out. Xin lỗi, mình đã đi mất rồi. Shit. Má ơi, lái cái xe này sao chạy thoát nổi cảnh sát trời. Ôi, ôi, gì vậy? Run, 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 run. Hẹt, xe chạy chậm quá. Cảnh sát phía sau kìa. Chết mồ, xì lớp. Xịt hai lớp luôn. Shit. Dí tới nơi rồi. Cái này chết chắc. Woo. À. Mình có cách rồi. À. Nhảy xuống sông. Ồ, nhảy xuống sông chắc là an toàn rồi. Lặn xuống, lặn xuống. Mình kia có cái cano kìa. Để lên cano là xong chuyện đúng không? Yeah. Mình thông minh nữa. Tụi cảnh sát làm gì có cano. Ok, lên thuyền. Ô, bữa nay được lái cano luôn, yeah. Hay quá, quá hay. Ôi, ơi mình hơi bị lộn rồi, tụi nó có cano trên thuyền kìa. Ôi, chạy lẹ. Đấy, chúng ta hơi bị đánh giá thấp tụi cớm, chúng nó có cả cano nữa. Có trực thăng là coi như thôi chúng ta khỏi trốn luôn. Đi ra khỏi đây nhanh. Bữa nay có trò chơi mới nữa kìa. Ý. Các bạn thấy không? Nó kìa. What? Đây nữa nè. Cá sấu. Trời, vậy mà nãy mình dám bơi dưới sông á. Tưởng tụi nó nói không có cá, có cá sấu, tưởng dở ngay vậy có cá sấu thiệt ta. Kìa. Má ơi, bơi xuống chắc nó cắn chết quá. Chạy mất rồi. Cá sấu tưởng nó dám bơi lên nó gặm thuyền mình mới đáng sợ chứ. À, bây giờ chúng ta kiếm đường, chúng ta quay lại nè. Lại thêm một con nữa. Cái đập này nhiều cá sấu mà ai dám xuống rồi. Ta cập bến ở đây đi. Vui quá.
Ok, còn 400m nữa, chúng ta đi bộ được rồi. Cảnh sát vẫn còn truy lùng ở cái khu vực này. Vậy sao mình làm đó, công làm việc được ta? Đi qua đây đi. Ám sát thằng nào đó nó. Miễn là đừng có đi vô trong cái ô đó được rồi. Ê, tụi nào cơ? Ủa, follow nó làm cái gì được tiền hả? Cho mượn cái xe coi gì cô. Xe này giống như xe của ông tiến sĩ trong chuyện Conan nè. Xe con nhộng. Xe con bò chứ. Ấy, hay là ghé vô đây coi. Ở đây có cái nhiệm vụ gì nè. Ông già nào vậy? Vito sent me. You're Connie, right? Yup. Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if he got to say so. Greco didn't pick Roy, and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco's scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal give him a break, but no. So he's squeezing... Nữa? Vãi, lại văng ra nữa rồi. Sao game lần này bị crash hoài ta? Ok, chắc là bây giờ mình sẽ nghỉ game tại đây thôi, vì crash hoài chán quá. Và chúng ta sẽ tiếp tục vào video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, bye bye.